Mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đóng gói để vận chuyển con igu cho khách của mình nha. Giờ mình sẽ đựng con igu trong đây. Bây giờ mình sẽ đóng gói nó để mình vận chuyển lên hóc môn cho bé ở hóc môn. Thì đầu tiên cái con igu các bạn nó chạy nó rất là dễ chạy, cho mình làm cái lỗ á, cái miệng của nó cho nó hẹp đi bớt để nó có để mình hạn chế được cái chạy của nó. Tại baby nhỏ, cái size 5X đó các bạn, nó nhỏ xíu à, nó trẻ chạy lắm, cho nên mình phải làm cái miệng của cái hộp này nó nhỏ đi bớt. Đâu để coi mình làm chỗ nào đây. Này đi. Bây giờ mình sẽ cắt cái cạnh này. Rồi mình sẽ làm cái đồ mở lại ở đây. Bây giờ mình sẽ dán băng keo cố định lại để trong quá trình xếp á nó không có bị rã ra. Mình sẽ sử dụng cuộn băng keo mình dán lại. Giờ mình đi xuống giao cho bé ở hóc môn. Nhà mình đi tới đó chắc cũng tiếng rưỡi, tiếng rưỡi gì đó. Còn tìm đường nữa, cho nên cũng khá là xa. Bạn nào mà có muốn mua igu á thì cứ liên hệ mình hay là comment bên dưới clip á. Mình sẽ hay đăng những con igu mà mình bán lên cho các bạn xem. Thích con nào thì cứ bình luận ở dưới bài viết. Rồi giờ mình sẽ dán một đường ở đây nữa. Mình dán sao cho nó chặt á, chứ đừng để nó bung ra các bạn. Keo nó cũng phải khít nha, chứ đừng để nó hở cũng chạy được. Dán mấy cái cạnh, mấy cái chỗ mấy cái đồ nối nhau nè, sợ nó hay bị xúc nữa. Với lại khi trong quá trình vận chuyển nó hay bị vệ sinh nữa trong đó, nên sẽ nhũn ra. Cho mình dán mấy cái đường nối này chặt lại nhau là. Này là mình chạy xe máy mình đi ship, còn khi mà thì nó dễ rồi các bạn. Còn nếu mà phải gửi xe thì mình phải đi đến tận cái bến xe miền Đông miền Tây, nó rất là xa. Mà gửi vậy nó cái con vật á nó cũng có bị mệt đó các bạn, tại vì người ta ship hàng người ta hay quăng lên quăng xuống á. Còn mình ship chạy xe máy đi thì dễ rồi, mình biết nó ở trong đây nè, cái mình nâng niu nó. Đây còn có đường kẻ này nữa, mình sẽ dán luôn. Rồi bây giờ mình dán xong tất cả cái cạnh của nó rồi, còn đây là chỗ bỏ con igu vô thôi.
Ở dưới đây nó còn có một đường mình chưa có dán nữa. Này là hùng mì. Mình đi gom, mình đi kiếm mấy hùng mì người ta bỏ này nọ. Rồi mình lấy về mình đi giao cho mấy cái bạn kia. Tại vì các bạn biết không, khi mà mình mua nó cũng tốn tiền lắm chứ. Một người một con hộp, một người một hộp vậy á, mà mua thì thử coi biết bao nhiêu tiền, cho nên mình tiết kiệm, mình đi kiếm, mình lụm để xin người ta. Người ta không xài nữa, người ta cho các bạn. Mình đục lỗ để cho nó bỏ vô, nó có lỗ hở các bạn. Rồi cũng đến là mình bỏ thêm một ít giấy để nó giảm sốc đó. Khi đi đường nó có vặn á thì nó cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Xé giấy sợi bỏ vào trong đó. Rồi mình bây giờ đã tới đường Nguyễn Thiện Ngân, ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Hôn, Hóc Môn. Cái đoạn đường này cũng gần tới đường của em trai kia rồi, ở đường Nguyễn Thị Hạnh. Để tới rồi mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nha. Anh giao hàng cho em rồi nha. Rồi. Đây ạ. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Có gì không biết cứ gọi anh tư vấn cho. Bây giờ mình đã về tới nhà rồi. Đó là cái quá trình ship của mình. Các bạn thấy hay hoặc là hứng thú với cái clip của mình thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều.